xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với X Studio. Thời gian gần đây thì xu hướng sử dụng những cảm biến máy ảnh với độ phân giải khủng thì đã không còn. Cảm biến máy ảnh chủ yếu sẽ dừng ở mức 16 megapixel trở xuống. Và thay vào đó thì các hãng đã tập trung và chú trọng hơn đến những yếu tố khác như là khẩu độ này, thuật toán xử lý ảnh hay là vân vân. Nhưng mà mới gần đây thì Huawei có lẽ đã châm ngòi lại cho cuộc chiến này với cảm biến máy ảnh trên chiếc Huawei Mate 20 Pro đạt 40 megapixel. Và ngay sau đó thì Xiaomi cũng đã hé lộ những mẫu smartphone mới của hãng với những thông số không kém phần rực rỡ. Và tại thời điểm hiện tại thì những chiếc điện thoại Google Pixel được coi là những thiết bị có thể tạo ra được những hình ảnh đẹp nhất thế giới. Mặc dù một số người thì thấy những hình ảnh này rất sắc nét, trong khi một số khác thì lại cảm thấy nó có trông có phần giả tạo quá. Một số người tin rằng chất lượng cũng như là vẻ đẹp của những bức ảnh này sẽ chụp ra thì sẽ phụ thuộc vào cảm biến được sử dụng, trong khi những người khác thì nói rằng tất cả thì lại phụ thuộc vào thuật toán xử lý ảnh được thực hiện sau khi bức ảnh được chụp. Theo như Hack của trang web DxOMark nói rằng ông đã thực hiện rất nhiều bài kiểm tra rộng rãi trên những chiếc camera của những chiếc điện thoại thông minh, và sau mỗi lần như vậy thì lại xuất hiện những cuộc tranh luận nóng bỏng về những cái camera này. Tuy nhiên thì có thể nói rằng điện thoại thông minh có số lượng megapixel cực khủng thì cũng rất là tốt trong khâu marketing. Đây chính xác là những gì Xiaomi đang làm với chiếc điện thoại thông minh sẽ dự kiến được phát hành trong tháng tới, tức là tháng 1 của năm 2019. Mới đây ông Lin Bin, đồng sáng lập của Xiaomi thì đã chia sẻ lên trang Weibo hình ảnh một mẫu smartphone mới với camera phía sau có độ phân giải lên đến 48 megapixel. Ông không tiết lộ cụ thể tên sản phẩm nhưng cũng có thể đây là chiếc điện thoại có camera độ phân giải lớn nhất thế giới. Trước đó, chiếc Nokia 808 Purview như các bạn đã biết ấy, thì đã thu hút được sự chú ý rất là nhiều với cụm camera 41 megapixel. Và gần đây thì Huawei Mate 20 Pro cũng đã có chiếc camera lên đến 40 megapixel. Với nhiều chấm như vậy thì camera này hứa hẹn sẽ đem lại độ chi tiết cao hơn và đặc biệt là có khả năng zoom quang nhờ giả lập các điểm ảnh tốt hơn. Trong năm 2018, các sản phẩm của Xiaomi đã có tiến bộ rất là nhiều về camera. Khởi đầu chính là chiếc Mi Mix 2S ra mắt đầu năm với số điểm DxOMark đạt tới 97 điểm. Ngành công nghiệp điện thoại thông minh thì liên tục phát triển ngay cả khi có những xu hướng đã đến và đi trong suốt những năm vừa qua. Những xu hướng này đến với các thành phần khác nhau trong chiếc điện thoại thông minh của chúng ta, từ độ phân giải màn hình cho đến số lượng lõi của CPU hay là hiệu năng của CPU và thậm chí là cả các cảm biến của máy ảnh. Ông Lin thì không nói là smartphone này sử dụng cảm biến camera của hãng nào, nhưng mà thật là vô tình, Samsung và Sony là hai cái tên sáng giá nhất. Đầu năm nay, hai nhà cung cấp cảm biến camera lớn nhất thế giới thì đã công bố rằng cảm biến của hãng thì có độ phân giải lên đến 48 megapixel. Sony thì có cảm biến IMX586 với độ phân giải 48 megapixel như đã nói và đã ra mắt vào tháng 7 với kích thước là 1:2 inch, nhưng kích thước điểm ảnh chỉ 0.8 micromet. Một sự lựa chọn khác đó chính là cảm biến Samsung Bright GM1 cũng cùng với độ phân giải là 48 megapixel và kích thước điểm ảnh cũng là 0.8 micromet. Và đó là những thông tin về camera. Một số thông tin khác về cấu hình của chiếc Xiaomi bí ẩn này, chúng ta có thể biết rằng con chip nó sẽ sử dụng là con chip Snapdragon 675 của Qualcomm, vì con chip này hỗ trợ cảm biến hình ảnh với số lượng megapixel đạt tới 48 megapixel và hiện sẽ được dự kiến là phát hành trong quý đầu tiên của năm 2019, cũng là thời điểm mà chiếc Xiaomi này ra mắt. Trong khi điện thoại của Xiaomi mới thì không được trang bị con chip cao cấp nhất, nhưng những bức ảnh của nó tạo ra thì có thể là sẽ rất tuyệt vời nhờ cảm biến máy ảnh. Và mức RAM thì có thể là 4-6GB, vì đây có thể là sẽ là máy tầm trung và bộ nhớ trong sẽ có nhiều tùy chọn như là 32, 64, 128GB vân vân. Và có thể là nó sẽ hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ ngoài, bởi vì việc chụp ảnh từ camera 48 megapixel này sẽ đem lại dung lượng ảnh vô cùng lớn. Và mình vừa tổng hợp cho các bạn thông tin về chiếc Xiaomi mới nhất với cảm biến máy ảnh khủng hiện nay. Vậy còn ý kiến của các bạn ra sao? Các bạn có muốn mua chiếc Xiaomi này không? Thì hãy để lại ý kiến bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.